Danh lợi ở cõi đời này giành giật được hay không? Không có được đâu. Giành giật không có được đâu. Những đức tin 100% giành giật không có được. Quý vị coi cuộc đời những đức đi tu nè, đưa đẩy nè, tự nhiên những đức đi lên trên Đà Lạt á chả nè. Hồi xưa những đức đi đến một cái ngôi chùa ở dưới Đồng Nai, có một vị thầy tu bên Mật Tông gặp những đức, thầy rất là thương những đức luôn. Thầy nói con cứ vô đây con tu đi, sau này thầy giao chùa cho con, vì chùa của thầy không có mấy người. Xong những đức không có biết Phật Pháp là gì, những đức nghĩ đi tu là tu, chứ không biết Pháp nào hết chứ. Thôi thầy nói vậy thầy cũng thương mình định vô đó tu. Xong cái tự nhiên còn có tuần lễ nó như đức đi vô chùa đó tu. Thì có người rủ như đức đi lên trên Đà Lạt hết chứ, để tu khóa tu 3 ngày niệm Phật. Nhưng đức nói thôi còn có 7 ngày nữa thôi, đi thử 3 ngày trên Đà Lạt chứ. Xong những đức đi lên trên Đà Lạt cái chánh, thì những đức vô ngôi chùa niệm Phật, những đức vừa đến những đức cảm giác như là mình thân quen từ đời kiếp nào ở chỗ này, nó lạ kỳ ghê. Xong bắt đầu là những đức tu 3 ngày xong, những đức nói ngồi ngay vào tượng Quan Âm Bồ Tát, những đức nhìn Quan Âm, những đức nói nè, con thấy rằng cái pháp này con tu được Quan Âm rồi. Cái niệm Phật không là con thấy con làm được. Bây giờ bắt con đọc này kia hoài con thấy làm không được rồi. Tại vì nấu ăn mười mấy năm nên ít cầm viết, không viết, không đọc chữ. Mình thì sư học lớp 3 mà ở lại 9 năm. Trình độ này dữ dằn quá. À, bây giờ không đọc chữ, không viết, viết rồi đọc chữ hết được luôn. Bây giờ mà kêu chị chú sao chị? Mà gặp vị thầy tu Mật Tông kêu ông chị chú đặc biệt, ông chị không làm. Đọc chì mà đến mức mà không tưởng tượng được mà. Nó thôi thôi con kiểu này là con chì kiểu này chắc không được. Đọc theo thầy con đọc cũng không được nữa, nó chi chì. Xong mình lên ngôi chùa đó mà tự nhiên mình có cái duyên niệm Phật. Rồi tự nhiên mình ở đó mình về mình nói với thầy, nói con đi đến một ngôi chùa con thấy con tu được thầy. Bây giờ con với thầy có duyên gặp nhau, nhưng con đi đến đâu con cũng cố gắng con tu. Thôi con đi đến cái ngôi chùa đó con tu, chứ con thấy rằng là con chì chú con chì không được. Xong thầy nói con tu cái gì? Là dạ con niệm Phật. Thầy nói tốt, con cứ đi đến nơi đó tu. Xong thì những đức chào thầy, cảm ơn thầy đâu vào đó chơi. Những đức đi lên trên đó ở 5 năm chờ là biệt tinh, không có bao giờ những đức đi đâu nữa chứ, 5 năm. Xong 5 năm sau thì tự nhiên nhân viên mình cũng không biết ở đây luôn, tự nhiên đưa đẩy mình đi đến ngay chỗ này. Rồi mình đi đến đây, rồi mình ở đây tới giờ gần 10 năm. Những đứa con biết là thầy đó còn sống hay đã mất. Tại vì khi đi tu là những đứa không đi đâu cả, quyết định luôn. Những đứa nói với thầy câu con đã đi vô chùa tu là con nhất định là con không đi đâu đâu thầy. Thầy giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối con không đi đâu hết đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ gần 10 năm, 15 năm. Thì vị nghĩ rằng phải là rõ ràng không? Cuộc đời đưa đẩy rõ ràng không? Rồi có bao giờ những đứa nghĩ rằng cái nơi đây mà tự nhiên có ngôi chùa rộng gì, rồi bản thân mình được đi đến đây, rồi giờ mình được ngồi ở đây? Những đức chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng những đức bước qua Đại Tùng Lâm cách nay 10 năm, đi qua Đại Tùng Lâm những đức đứng ngay cái gốc cây, những đức nói công nhận ngôi chùa gì mà lớn thế ghê chà. Quá chùa lớn, mấy chục mẫu đất ngôi chùa gì mà bự dữ Đại Tùng Lâm. Đi qua bển vì coi cái Đại Tùng Lâm này, lợi díu âm vì coi nè. Đông không tưởng tượng được mà cái ngôi chùa to gì đâu. Không có thể nào ngờ được. Mà bây giờ ở bên Đại Tùng Lâm mình lại nuôi chúng bên đó và giảng pháp bên đó. Không ai ngờ được luôn quý vị à. Những đức nói thật luôn á, những đức cũng không biết ở đây, cũng tự xuống đây. Rồi những đức tự nhiên đi qua Đại Tùng Lâm mà bây giờ lại phát triển thêm một ngôi chùa mới nữa. Mà ngôi chùa mới đó có thể ở hơn 1.000 người, khoảng 1.200 người mà tiếp tục mình quản ngôi chùa đó luôn. Không thể nào ngờ được, vị công nhận không? Nên những đức nói rằng cái danh cái lợi trong cuộc đời nó đã có sẵn từ cái phúc đức của mình. Nó chiêu cảm, nó đưa đẩy mình. Tự nhiên đến một ngày giờ đó nó sẽ đi đến nơi đó và nó gặp điểm như vậy. Và mình sẽ phát huy như vậy. Quý vị coi một thanh niên như những đức có bao giờ dám đi tu mà suy nghĩ cái chuyện ngồi giảng pháp? Ai mà dám, vì cái ngành giảng sư là cái ngành học thức dữ lắm. Quý vị coi những vị giảng sư người ta thạc sĩ tiến sĩ quá trời luôn, còn mình thì bị lòi sĩ. Thấy không? Lòi sĩ mà còn bị hô nữa chứ. Ghê. Kinh khủng thiệt. Đó.
Nhưng mà bây giờ Nhật Đức nói thật là trước công chúng Nhật Đức rất là tự tin đó nghe. Bây giờ Nhật Đức ngồi ở đâu Nhật Đức nói chuyện được mà mình rất là dạng. Tại vì sao? Vì mình nói mình thật lòng thôi, ai nghe không nghe là thôi. Mình nói thật lòng thôi, không nghe là thôi, nghỉ nói. Chứ thì sao, có gì đâu quan trọng quá. Không mà hay nghe. Nền ca sĩ nên nhìn chỗ này đó. Tại vì sao? Quý vị nếu mà thiện nguyện thường xuyên thì cái duyên quý vị dày vô cùng. Tại vì sao? Người ta sẽ rất ủng hộ quý vị. Rất đặc biệt luôn. Mà từ cái sự ủng hộ đó, cái tiếng tâm mình sẽ lấy chỗ khác 100% luôn. Người thông minh nhìn nhận ra. Tuy là nói bản thân những đức nó Phật tử về chùa, quý vị cứ tu hành, cứ an lạc vui vẻ là được rồi. Không có quan niệm cái chuyện quý vị cúng dường gì đâu. Nhưng nói vậy nhưng mà những đức lại lo cho quý vị quá nhiệt tình. Lo quá nhiệt tình rồi, quá hết lòng hết dạ rồi. Những đức là thật sự mà nói là nhìn ra được và đánh đúng tâm lý. Rất là nhiều người đã sai lầm cái chỗ này nè quý vị. Cứ gặp nhau là tiền. Sai. Quý vị hãy lấy cái hậu tiền, nó mới là lấy gốc. Cái mặt bên ngoài quý vị hãy hết lòng với họ đi. Quý vị không cầu họ cũng cho. 100% luôn. Quý vị nghĩ rằng chùa mình hơn 2.000 người, cái mức tiêu dùng nó cỡ nào chưa? Mà tại sao những đức nó thật chứ? Chưa bao giờ những đức thiếu tiền. Nói câu không thiếu tiền là không đơn giản nha. Mà trong khi con người này ngày xưa là một mình lo không xong nè. Những đức đã từng nói rằng ngày đó mà tôi làm có tiền mà chiều tôi mà có 10 chai Sài Gòn đỏ là tôi nói ngày này ngon á. Có 10 chai Sài Gòn đỏ là tôi nói chiều nay ngon lắm. Với một dĩa cánh gà chiên nước mắm là đủ. Được với tôi rồi đó. Nói bữa nay là đúng là mình lên đời. Không mà tôi nói thiệt là ngày xưa tôi nghèo nghe. Mà tôi có tiền ít tôi sẽ đi đến chỗ chơi thấp. Nhưng tôi có tiền nhiều nhất định tôi sẽ đến cái chỗ chơi coi được. Vì tôi nghĩ rằng nghèo nhưng cũng phải biết một số chuyện trong cuộc đời này. Chứ không thể nào mà không biết được. Nghĩ vậy đó. Nên mười mấy năm đi làm cuối cùng cốc khỉ quần cốc khỉ. Không có cắt bạc đâu hết trơn. Xài phước hết trơn luôn rồi. Đi coi, xài phước hết trơn. Dù là thông minh tính toán suy nghĩ nhưng không bao giờ có tiền. Lạ thôi, không có tiền. Xong đi tu là không phải phát nguyện giảng sanh gì đâu. Nhưng thật sự là nói thiệt với quý vị là nghèo. Muốn cưới vợ, không có tiền cưới vợ. Chứ ai mà lớn tuổi vậy mà không muốn vợ. Nhưng mà bây giờ một là hô xấu, hai là không có sự nghiệp gì hết. Mà xấu mà treo cao. Muốn có vợ phải hộ khẩu thành phố. Tao. Kinh khủng vậy đó. Tại vì những đứa có một quan niệm, bản thân mình đã là xấu nghèo rồi mà bây giờ mình lấy vợ nghèo nữa thì nghèo cùng với nghèo, nó chìm sao? Bản thân mình một mình mà nó chưa nổi lên nổi mà bây giờ ôm thêm con vợ nghèo nữa thì hai đứa coi như là chìm chết. Thôi, thà không có là thôi chứ nhất định phải coi được. Tuy xấu nhưng mà nhìn vợ là nhìn phải coi được nghe. Không có chịu vợ xấu đâu. Kinh khủng vậy đó. Nghe mắc cỡ quá trời. Không mắc cỡ mà cố gắng mà nói. Để cho những người có tính tình như tôi nên sửa đổi sớm thời gian. Quá kỳ cục luôn. Hồi xưa thì cũng có duyên nói chuyện vui nên cũng có bạn. Nhưng mỗi lần quen hỏi nhà em ở đâu. Mà chớ hề có nhỏ đâu vào thành phố. Nên cuối cùng thôi, thấy cái mồi không ổn. 29 tuổi à, hư hỏng quá. Gọi là bất đắc chí, mất phương hướng à. Đi tu. Thấy không ổn. Rồi tự nhiên cái duyên gặp Phật pháp, nói thôi đi tu. Bây giờ quyết tâm. Bây giờ vô chùa chỉ cần 3 buổi cơm thôi, không ăn chơi gì nữa hết. 3 buổi cơm là được rồi. Vì nghĩ gì?
vô chùa ai bắt làm cực cỡ nào cũng làm hết, không có chống trả, không có cái sự mà cự lại với ai. Nên những đức khi đi, ngày xưa ngoài đức ngoài đời cũng dữ dằn lắm, vì nhìn mặt là không có hiền đâu. Nhìn mặt là không có hiền đâu. Nó, nên có những người, có cô kia cũng vui vui, cô gặp những đức cô nói, thầy, con thích thầy là tại vì thầy bá đạo. Nghe nói nha, nghe ghê quá. Thì đức nói, nhờ vậy mà ai cũng thương. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cuộc đời mình nói mà, nếu mà nói lịch sử của mình mà đóng phim cũng hay. Nếu mà như đức kể hết luôn, từ nhỏ tới lớn cuộc đời như đức cũng dữ dằn lắm quý vị. Rồi nó đi đến Phật pháp cũng không đơn giản chút nào. Rồi bây giờ mà ngồi đây thì như đức tin 100% danh lợi ở cuộc đời này không có giành giật được. 100% không giành giật được. Yên tâm đi, những đức là kiểm định kỹ lắm à, không có giành giật được. Tại vì mình giành không có được rồi, rõ ràng rồi, thủ đoạn đủ cách cũng không được luôn rồi. Nhưng mà tại sao nó tự nhiên mà cuối cùng mình lại thương người, giúp người, tu phước tu duyên, ăn chay phóng sanh niệm Phật, mà tự nhiên trong cuộc đời những đức bây giờ danh có danh, lợi có lợi, tình cảm có người có tình cảm có người. Hình như là trong cuộc đời bây giờ những đức có rất là đầy đủ luôn, mà trong khi những đức đi tu chưa bao giờ suy nghĩ những đức lại có như vậy. Ngoài đời những đức lại suy nghĩ mà không bao giờ được, nhưng mà ở trong đạo những đức không suy nghĩ mà tự có, thì những đức tin rằng phước duyên đưa đẩy mình đến, chắc chắn luôn. Phước duyên đưa đẩy mình đến. Nên người xưa nó nói câu, mình vì thiên hạ vì mình. Mình muốn thành đạt sự nghiệp trong cõi đời thì phải có con người, mà có con người là tình cảm mới có con người. Nhớ, tình cảm nó mới có con người. Vì thương yêu người mới có con người, nhiệt tình vì người mới có con người. Mình mà thiếu tình cảm thì không bao giờ có được con người, chắc chắn quý vị luôn. Nên con người muốn có con người bên cạnh mình là phải tâm chân thật. Cả vợ chồng đến với nhau, nhưng nếu mà sống với nhau mà nghi ngờ nhau thì thua. Với cái xã hội phát triển này có nhiều cặp vợ chồng, vợ có một khoản tiền riêng, chồng có một khoản tiền riêng, lỡ có gì chia tay thì tôi cũng có tiền cầm đi. Người hiện đại cho rằng mình như vậy là quá thông minh, đúng không? Nhưng quý vị suy nghĩ cái chuyện đổ vỡ gia đình thì còn gì là hạnh phúc. Con người chúng ta sống hiểu Phật pháp, tin nhân quả, người ta lấy của mình nhưng người ta đâu có lấy cái phước trong mạng mình được đâu. Nếu như trong mạng người ta mà không có cái của này làm sao lấy được. Thí dụ như cái người ăn trộm này, trong mạng họ có 1 tỷ, họ mới đi móc túi người ta lấy được 700 triệu. Họ lấy 700 triệu xong họ phải mắc 300 triệu. Vậy mà họ đi nói rằng là họ thông minh, hôm nay vô mánh mà mắc hết 300 triệu. Mà họ còn phải chịu quả báo ở trong tam đồ, rồi họ phải chịu cái nhân đời đời kiếp kiếp nghèo nàn. Quý vị thấy cái chịu của họ nhiều quá không? Cái lợi không có bao nhiêu mà cái quả báo thì rất là lớn. Nên Phật pháp nó vạch rõ cho mình nghe, nên mình không cần tham nữa. Tại vì trong mạng mình có là ngày giờ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện 100% luôn. Ngày giờ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện. Mà cái hiển lộ phước báo của mình từ tự tánh ra là ngay chỗ nào? Do thiện tâm mà ra. Ăn chay niệm Phật, tu hành, tu nhân tích đức, nó hiển lộ tự tánh mình ra. Tự tánh làm Phật, tự tánh phước duyên của mình cực kỳ là viên mãn. Nên khi mà mình thiện tâm thì nó, cái tâm mà nó che chướng lại những cái tự tánh hiển lộ phước, nó mở ra, thì phước báo nhân duyên tự tánh hiển lộ. Những đức nói rằng là bây giờ từng nào Phật tử cũng về đây nghe những đức chia sẻ Phật pháp. Những đức thấy có rất nhiều cô ngồi đây 7-8 năm chờ nghe những đức giảng. Những đức nhìn các cô bây giờ trẻ hơn ngày xưa. Tại vì sao? Tại các cô vui. Vui, đúng không? Vui là hạnh phúc lớn nhất. Người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Hồi nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười rồi? Mà nụ cười này nó từ pháp vị nghe quý vị. Nụ cười này nó từ pháp vị. Nó có một sự dẫn dắt về giải thoát cho mình nghe. Thí dụ như bây giờ mình đi coi hài đi,
Người ta cũng làm cho mình cười đó, nhưng mà nụ cười đó nó không có dẫn dắt mình đi đến giải thoát, mà nó chỉ là ảo bên ngoài cho mình có niềm vui, sợ chết một chút. Nhưng mà nó nghe Phật pháp đó, thì nó giúp cho mình á, tặng đáy lòng mình cởi mở ra để nhận thức được sâu sắc về Phật pháp. Nên những đức nói rằng là mười mấy năm nay những đức đi học Phật càng ngày càng vui, mà vui rồi tự nhiên đỡ hô, ngộ ghê à. Nó thiệt chứ, cái hô này khổ ghê. Ngày xưa mỗi lần mà muốn đi chọc em nào là lợi cái tấm kia mặt kiến á, đứng rồi cười cỡ nào nó vừa, sợ cười quá rồi nó thấy hô, đưa răng đồ ra người ta sợ, nên cười nhẹ nhẹ, cười sao cho nó vừa vừa. Rồi khi lỡ nói chuyện với người ta mắc cười cũng cố gắng cứ làm gì nè. Tự nhiên nó giống mình nhát ma nó vậy đó. Cái ta nói với mấy nhỏ bạn, bộ anh Hiền ảnh có tật hay sao? Tại vì mình cười gì nè. Mà mình không có dây sờm gì quá, mà tự nhiên mình giả dạng rồi mình làm, mình sợ, mình hô quá, mình cười quá, nó sợ. Nhưng không ngờ mình nhát nó còn ác hơn đó. Khi ngồi nói chuyện với nó mà cái gì mình cười cái mình cứ làm. Sợ còn hơn cái gì nữa. Mà không ngờ những đức đi học Phật xong, những đức mới giải thoát được cái hô của nội tâm. Nhớ nghe, giải thoát được cái hô của nội tâm. Nên những đức nói tất cả những người nghe Phật pháp lùng lé hô súng, chúng ta phải giải thoát từ tâm. Hãy giải thoát từ tâm. Bây giờ cuộc đời mình được làm người, mình còn có được một cái sự suy nghĩ tư duy, dù bây giờ là lục căn mình hơi bị thiếu, nhưng đó cũng là cái cơ hội lớn hơn những loài súc sanh. Những loài súc sanh tội lỗi đã đọa làm súc sanh. Bây giờ mình được làm người, lục căn mình hơi bị thiếu, mắt mình hơi lé, miệng mình hơi méo, mình hơi hô, mình hơi xấu một chút, nhưng mà mình cũng được sự tư duy nhận thức được Phật pháp. Nên những đức nói rằng một con người nghèo khổ xấu bệnh chưa đáng sợ bằng là chúng ta không gặp Phật pháp. Nhớ. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Thân người đã khó được mà Phật pháp càng khó gặp hơn. Nên mỗi một con người chúng ta khi gặp Phật pháp mới chân quý nè. Tại vì sao? Phật pháp cho mình được sự cởi mở tâm tư, cho mình có niềm vui, cho mình có nụ cười. Thí dụ như bây giờ rất là nhiều người đi đến đây, họ sống rất là hạnh phúc. Chúng ta đến với nhau rất là hạnh phúc, như một đại gia đình vậy đó. Thì thấy hồi sáng không? Đưa cụ Tâm lên đài quả táng, thì thấy không? Ấm áp chưa? Có những người, người ta rất là giàu, người ta thiệt là giàu luôn. Khi người ta mất đi gia đình, người ta có thể giết heo, giết gà, giết con vật này con vật nọ, người ta làm một cái đám ma cực kỳ lớn luôn. Dòng hoa chất đầy, rồi kèn trống in ỏi nó thổi tá lả âm binh. Thấy không? Khi mà đưa đi hoặc là người đến viếng thì bắt đầu là thổi lên một cái điệu nhạc buồn. Người ta làm cái cảnh tượng á để cho làm như là đau lòng xót dạ. Còn có khi những người mà bây giờ mà người ta còn gọi là mướn người khóc, lạ, khóc mướn á, thổi những bản nhạc mà làm cho não lòng tôi thấy gì đâu mà nó đau lòng gì đâu. Thì thấy chùa người ta mắc không, có ai khóc dọn nước mắt không, có thương không? Người ta thương lúc còn sống, người ta thương lúc còn sống. Quý vị, những đức hỏi quý vị nè, thương người lúc còn sống quan trọng hơn hay là chết rồi thương quan trọng hơn? Những đức nói tới khi tôi chết, tôi muốn luyện đâu luyện, tôi không quan trọng điều đó đâu. Khi tôi còn sống, thương nhau đi, quý nhau đi, giúp cho nhau bình an đi. Vợ chồng khi còn được ở bên nhau, nhiệt tình với nhau đi, dù giàu hay nghèo gì, nhiệt tình với nhau đi. Đã có duyên là vợ chồng mà. Nhiều người ta nói rằng ca sĩ ít bao giờ có được sự hạnh phúc,
Không có hạnh phúc là vì sao? Vì không có tâm bao dung. Cái nghề người ta mà, người ta đã, cái duyên là cái nghề đó. Mình làm chồng làm vợ người ta mình phải thông cảm chứ. Nhưng mà người làm vợ làm chồng kia phải nghiêm túc. Mình phải nghiêm túc đàng hoàng. Tại vì mình giả dối thì mình vẫn bị tội lỗi. Ví dụ như chồng đi ra ngoài không phải giấu vợ, mình vẫn bị cái tội lỗi là mình bị hết cái phước, người ta không tin tưởng mình. Còn vợ đi ra ngoài mình gian díu, dù là giấu được chồng nhưng mình vẫn bị tội lỗi. Nên những đức từng nói câu nói em, có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ ăn hai tô mì. Nên mấy bà không có lấy cha bậy bạ ăn mì tới mồ luôn đó. Không, nặng lắm, tôi nói vui vậy thôi chứ đọ nặng lắm, không phải là ăn mì đâu. Tôi nói vui thôi đó, không có chuyện đó đâu, nghe chưa. Nó nên từ nơi đó mà Nhân Đức nói rằng là những dàn ca sĩ người ta đi đến đây, người ta nghe mình giảng, người ta ngồi suy nghĩ kỹ lên đi. Giữa vợ chồng nhau thì có sự bao dung nhau, tin tưởng nhau, sống nhau có con cái rồi. Nè, một vợ một chồng sống vẫn hạnh phúc chứ. Mình có con, mình nuôi con, mình sống nghiêm túc đàng hoàng. Sau này mình có lớn tuổi đi chăng nữa, con cũng nhìn theo tấm gương đó. Đặc biệt trong gia đình có thờ ngôi Tam Bảo đàng hoàng. Rồi mình mỗi ngày đi hát, đi hát. Ở nhà mình niệm Phật đâu, nghe Pháp đâu. Sống những ngày tháng an vui tự tại bình thường thôi. Trời ơi, gia đình của mình nè, có một căn phòng gọi là phòng gia đình, hoặc là phía sau nhà mình có một cái giường hoa, mình trang trí cho nó đẹp. Xong đi hát hay là đi làm việc gì lúc rảnh, về nhà cái là tự nhiên gia đình sum họp, vợ chồng ngồi con cái bên cạnh, ăn chay niệm Phật, sống đơn giản bình dị. Nhưng mà vợ chồng được sống bên nhau, cái hạnh phúc này còn đặc biệt hơn mà tối ngày chúng ta xa nhau hoài. Nó thật luôn, 100% luôn. Nhân Đức quanh năm có đi đâu đâu mà sao lúc nào Nhân Đức cũng vui. Cái chuyện xã hội sao, thứ gì Nhân Đức cũng biết. Giống như cái câu của Gia Cát Lượng này nói, ở nhà tranh mà biết thiên hạ. Đúng không? Ở nhà tranh mà biết thiên hạ. Thí dụ như vì ở một nơi đó vì sẽ sáng. Giống như đi đứng ở một cái đỉnh cao nào, nhìn xuống thì xung quanh là tổng thể. Còn vì chạy theo xung quanh thì vì chỉ nhìn khía cạnh, đứng một chỗ nhìn được tổng thể. Đó, nên Phật Pháp nó giúp cho mình bình định được cái tâm, gọi là sức định. Sức định mới nhìn thấu buông xuống. Có người vui là từ nhìn thấu buông xuống mà được. Sống trong cuộc đời này không lẽ chúng ta đi ôm chấp khổ đau. Có cô đi, cô lên đến cô gặp Nhân Đức, cô nói rằng: dạ thưa thầy, con là người khổ nhất trong cuộc đời này nè thầy. Nhân Đức nói: tôi nói thiệt với cô, tôi cũng là người khổ nhất trong cuộc đời này. Vậy tôi với cô đều nói là khổ nhất, vậy ai khổ nhất đây? Cô ơi, mọi người đến với cuộc đời này đều có cái khổ cô à. Ai cũng có cái khổ khi còn mang thân này hết. Mình gặp Phật Pháp rồi, mình đừng có mang một cái tâm tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Cô bị chồng đánh, nhưng mà nhiều người trong cuộc đời này cũng bị chồng đánh. Ông bị vợ quýnh thì bao nhiêu người cũng bị vợ đánh. Hôm qua Nhân Đức kể câu chuyện với bị nghe buổi giảng hôm qua bên chùa mới không? Đúng là cuộc đời của người bởi vậy nó duyên có khi. Có nghĩa là chỉ hồng xe tơ, nhân duyên không phù hợp. Ông chồng có 1.5 m, cứ bà vợ 1.7 m. Về trời ơi, từ khi mà cưới là ông đến gặp Như Đức nói rằng là đánh con suốt. Đánh con suốt thầy. Vợ mà đánh con, đánh giả man lắm. Nó, nghĩa là giống như nói là chồng đánh ngược là vợ. Con 1.5 m, vợ con 1.7 m. Nói ông sao may mắn gì. Người ta bao nhiêu người ta muốn vợ cao ráo, còn ông lùng xỉn mà không có được cao ráo thì thôi. Sống trong cuộc đời này cái gì nó cũng không có tròn vẹn, nhân vô thập toàn. Ông được cái này thì mắc cái kia.
Người ta muốn cao ráo mà không có, còn ông có được cao ráo thì bây giờ ông bị đánh. Vậy thôi. Ông nên nhìn lại cái ưu điểm mà ông đang được đi. Ông đừng bao giờ lúc nào cũng nhìn cái khổ mà ông bị đánh. Thấy không? Những đức từng gặp một cái ông này, ông nói tôi mà có vợ đẹp thà bị đánh tôi cũng chịu. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Có người nói liền thấy không? Đó. Nên từ nơi đó bây giờ thôi, vợ ông đánh ông chịu đi. Mà bây giờ vợ con đánh con giả mang, nó đánh khác. Sao kỳ vậy? Đánh khác là đánh sao? Bắt con cúi xuống. Vợ bắt chồng cúi xuống. Rồi đánh xong bắt con ngồi xung quanh. Mà đánh mà nó dại nó ghê. Nó kêu nằm cúi xuống. Nói không lo làm ăn. Người ta thì nhanh lẹ, này thì chậm chạp. Biết lỗi làm gì chưa? Ông nói dạ biết lỗi rồi mẹ. Thì cái đó giống hệt mẹ rồi còn gì. Phải không? Ở đầu nó giơ cây lên nó quất vô mông một cái. Nó quýnh xong cây nó nói nè, quýnh cây này nhớ nghe, còn treo đây đó, mai mốt lì quýnh nữa. Ông nói trời ơi, vợ nó đánh con, nó đánh giả mang thầy, nó đánh mà nó bắt cúi xuống đàng hoàng. Xong đánh xong rồi nó bắt đứng lên phanh tay. Rồi như Đức hỏi vậy rồi, nó đánh vậy rồi có khi nó có cho ông làm chuyện của đàn ông không? Tại vì nó đánh cái kiểu đó như mẹ rồi. Ông nói dạ lâu lâu thì nó cũng bắt. Trời ơi, ông nói bị bắt đó nha. Kinh khủng thiệt. Vậy thấy không, trong cái cuộc đời này có những cái mình thấy người ta hạnh phúc lắm. Có người vợ đẹp lắm nhưng mà cái phía sau của nó cũng chưa biết rồi nghe. Phía sau cũng chưa biết sao đâu. Thấy không? Nhưng cái đặc biệt nhất của chúng ta đã ghép vào là vợ chồng rồi, dù có đẹp hay xấu gì, chúng ta phải có sự tôn trọng và lẫn nhau. Tôn trọng chứ đừng có hiếp đáp nha. Có khi cuộc đời của mình nghĩ rằng mình đẹp, mình bắt cằn, chưa chắc á. Mình mà hết phước rồi nó gặp cái tệ hơn đó. Nên Phật Pháp rất là hay vì nó giải tỏa tư tưởng cho mình, để con người mình biết an phận. An phận và biết quý cái mà mình đang được, quý cái mà mình đang có, hiểu không? Đó. Nên gây dựng một hạnh phúc một gia đình là cần phải có nền giáo dục để vào, chắc chắn luôn. Nên rất là nhiều người ta nói rằng là bên cái ngành ca hát vợ chồng nó không được hạnh phúc là vì sao? Vì cái ngành này nó phải ăn diện, nó phải giao lưu, rồi mình là ca sĩ mà mình phải giao lưu chứ. Khi hát một bài hát, dù là nhân vật đó là bạn đồng hát thôi, nhưng mà nó phải diễn làm sao để cho nó phù hợp với cái nhân vật đó. Mình làm chồng làm vợ mà mình không có mở cái tâm ra thì mình mang cái tâm bực bội, thì mình phiền não chứ làm sao. Rồi người ta đã phải đi hát chỗ này chỗ kia đi xa, mình chỉ cần mà mình quan tâm thôi, mình quan tâm người ta thôi, đi đến đâu đó gần tới chỗ mình điện thoại hỏi thăm liền. Tự nhiên có người mình chỉ cần khoan dung thôi thì không có người phụ nữ nào bỏ mình. Khoan dung thì không bao giờ bị bỏ. Ai mà đi bỏ người chồng khoan dung, mà ai mà đi bỏ người vợ đảm đang, có đạo đức. Nó cái đạo đức mình mới tồn tại. Nó bây giờ bao nhiêu vị ta giảng pháp hay vô cùng luôn, mà tại sao quý Phật tử lại nghe những đức đông? Vì những đức khoan dung và có tình cảm. Hiểu chưa? Sống có tình cảm. Tuy là sống mình nói thật nhưng mà mình lại làm thiệt. Làm thiệt cái gì? Khi mình khổ đau mình giúp nhau. Như trong cái mùa dịch thấy không? Có nhiều người có ai cho mình vô chùa tu, nhưng mà quý vị đến là những đức vẫn là mờ cửa trái tim. Thấy chưa? Rõ ràng, mình thấy rõ ràng đúng không? Đó. Đó là cái đặc biệt đó. Nên con người mình lúc đương thờ mình đến với nhau nó không đặc biệt bằng lúc mà mình hết thờ, lúc mình khổ đau mà mình giúp người ta. Nên con người sống trong cuộc đời này, quý vị nhớ, nó có lên voi thì nó có xuống con chó. Chứ làm sao? Mình sống mình đạt nhất trong cuộc đời mình là khi mình lên voi mình đừng quá tự hào, khi mình xuống chó mình cũng bình thường, có sao đâu. Thấy không? Có voi thì mình cỡ voi, không có voi thì cỡ chó.
sợ cái gì, đúng không? Quá tự tại. Nó, sống gì thì quá tuyệt vời. Nó, giống như trong số lượng đông người, những đức khi cùng sống chung với họ bình thường, ăn cơm cùng ngồi ăn chung, đơn giản, hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vô cùng. Có người hỏi nhân đức, thầy, con thấy lần nào thầy ăn cơm toàn là ăn với chúng không? Từ khi là lễ lọc quá đông. Vì quá đông, khi mà mình ngồi ăn cơm người ta đến quá đông, ăn quá được. Với thêm một cái là quá đông người, nó làm cho cái nội bộ mấy cô mình sắp xếp không có được luôn. À, tại vì có khi những người ta nghe những đức giảng mấy năm giờ mới gặp, nên ta rất là mừng lễ chào thôi, nhưng mà đông quá. Nên những ngày lễ với Quan Âm hay Chủ Nhật, những đức á, ngồi ăn cơm chung với mấy anh em ở trên khu tăng, ngồi chung với mấy anh em không à, mấy chục anh em đó. Nên từ nơi đó có người hỏi như đức, vì sao thầy không ăn mình á? Như đức hỏi ngộ ghê. Tôi dù có ngu gì ngu đi chăng nữa, tôi cũng không ngu gì ăn mình. Trời ơi, ăn mình nó buồn lắm. Ăn mình giống mình ăn với ma vậy đó. Buồn dữ lắm, hiểu chưa? Mình ăn gì, ít gì cũng có vài người ăn. Giống ngày xưa dưới quê miền Tây á, Nhữ Đức nói câu này nó thô đơn giản thôi. Nhà xưa nuôi con heo, con heo nó ăn, nó bỏ ăn hoài. Thấy gì ba Nhữ Đức nói có một con một ăn, nó không ai dành với nó nên nó bỏ ăn nó bệnh. Lâu lớn ba Nhữ Đức mua thêm con nữa, thì đem con về hai con ăn, ủi ủi lỡ nhau, cuối cùng mau lớn. Nó mình ăn mình buồn lắm, mình ăn có chắc dinh dưỡng đâu. Nhưng mà từ khi nhà mình một mình thì mình phải chịu ăn mình. Chứ sao giờ nhà mình thì ăn mình chứ kêu ai vô chợ. Chứ không lẽ giờ mấy bà có mình mấy bà kêu thêm mà ông lại ăn chung. Nói này bây giờ mấy bà làm bậy bạ đây bậy, không có đúng. Ví dụ như giờ chồng đi vắng thì một mình thì ăn mình. Nhưng mà những đứa chỉ mấy cô nè, khi mà mấy cô ở nhà có một mình mà ăn cơm mình á, thì mấy cô lấy cái điện thoại bắt những đứa giảng lên. Có những đứa liền, hiểu chưa? Mấy cô đâu có cô đơn đâu, vừa ăn mà vừa nhìn thấy thầy giảng. Nó nhiều cô nói lúc nào thầy cũng ở bên cạnh con. Thấy chưa? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà nó phải biết cách, thì tự nhiên mình cũng vui đặc biệt lắm. Nên thí dụ như mình thì ăn giống hệt mọi người thôi, nó vui, đơn giản bình dị. Nên có nhiều người ta đi đến chùa mình, ta ăn cơm cùng với chúng, ta vui lắm. Hưởng cái cảm giác mà gọi là với nhân sinh, với con người, nó ấm áp cõi lòng lắm quý vị. Vì con người mình có lúc này lúc khác, nên mình sống với nhau mà mình thương yêu nhau. Có những lúc mình khó khăn, người ta giúp đỡ mình. Thật sự mà nói á, con người mà có những lúc mình cũng khó khăn, nên mình phải cần có con người ta giúp đỡ mình. Nên mình phải thương yêu nhau, đến với nhau. Vậy thì tự nhiên người ta mới giúp mình chứ, đúng không? À, hãy nhớ nghe. Nên mỗi một người mình nghe vào pháp hiểu rồi, nhất là cái pháp môn niệm Phật này nè. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đặc biệt nè. Đã gặp được pháp môn niệm Phật này là phải nắm cho chắc. Nó rồi lay quay còn có, bữa nay 13 còn có 3 ngày nữa để biết Quan Âm rồi. Bây giờ chuẩn bị cưng chân cẳng á, phải không? Chuẩn bị chân cẳng nghe, chuẩn bị hết, thấy không? Rồi bắt đầu mình đưa lên lịch đồ cho tập trung người. Ồ, cái cô kia mà bữa nay mà cái đoàn xe cổ nó lên gần 2.000 người vậy ta. Một đoàn một mà phải dẫn 2.000 người, mà trong khi không biết bao nhiêu đoàn xe mà nói. Mà trước nhất là cái đoàn xe bà đó là dữ nhất. Một đoàn xe bà bữa nay nó lên 2.000 người. Kinh khủng không? Bà dẫn cho nguyên một cái xã dẫn dữ dằn thiệt chứ, quý vị thấy kinh khủng không? Nhân đức nói ai mà có điều kiện nên làm điều đó đi. Tại vì sao? Dẫn người ta đi tu mà. Nhân đức nói thiệt chứ, nghe vị dẫn người ta đi nhậu đồ này kia tội, dẫn người ta đi sát sanh tội, dẫn người ta đi ăn chơi đồ phá làng phá xóm tội, nhưng mà dẫn người ta đi tu là có phước chứ sao, thấy không? Đó, còn có 3 ngày nữa, thấy không? 3 ngày nữa tới, những đứa cũng trông mong cho mau tới.
tính mình khi làm cái gì mình muốn làm phước cho rồi. Cái kiểu mà dở dở ương ương mà còn mấy ngày này nữa cũng lo chờ bữa nào cũng cứ ông chờ ông cũng đổ từng giọt mưa. Hiểu không? Số lượng người ta đông quá mà. Vì đông quá thì thôi để Bồ Tát sắp xếp. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát sắp xếp. Quá đông người ta. Thấy không? Nên tất cả những vị trưởng đoàn nghe, bây giờ là cái này là pháp hội 4 ngày thù thắng. Pháp hội 4 ngày thù thắng. Sắp xếp sao sắp. Sáng 17 xuất hiện liền. Chứ 4 ngày nó viên mãn. Chứ sao? Có nghĩa là 4 ngày này là mình chuẩn bị đi nghe. Mỗi người cầm thêm 5 bộ đồ. Chưa có đồ lam ra mua. Đến chi? Mỗi một ngày bận một bộ không giặt luôn. Vì quá đông người, nếu mà mình giặt đồ mình phơ đâu? Rồi nó lộn đồ tùm lum nên mình đem theo 5 bộ, một ngày bận một bộ. Bận xong rồi tắm rồi xong mình cuốn đồ lại, rồi xong mình bỏ vô cái giỏ của mình, một bộ bỏ vô cái bọc buộc chắc lại để bên. Thì nó đâu có bay mùi ra đâu mà hôi. Phải chuẩn bị nghe. Đó, phải chuẩn bị. Nó tất cả Phật tử khắp nơi nơi bây giờ nghe trực tiếp nè, rồi buổi giảng này nghe nè. Rồi bắt đầu là truyền miệng ra. Rồi số lượng người rất là đông người đi đến đây. Thấy không? Điện thoại đồ cần thiết để ở nhà hết đi. Để mình vừa lại Quan Âm ở đâu đây nó gớt điện thoại xuống mắt làm sao? Thấy không? Rồi dây chuyền vàng vòng để nhà hết đi nghe. Còn cầm tiền theo nhiêu thì bỏ thùng tam bảo. Cho nó chắc ăn. Chắc ăn xong rồi. Những chuyện gì cần làm xong hết trơn rồi đó. Rồi bắt đầu là mình sao? Mình lo mình tu 4 ngày nghiêm mặt không cần lo âu. Hiểu không? Mình nói gia đình mình hết mình đi chứ này là 4 ngày mà. Pháp hội 4 ngày thù thắng. Nên mấy bé nhỏ nhỏ mười mấy tuổi đồ rủ các bạn đồ vô lễ Quan Âm. Nít thì rủ theo nít, lớn rủ theo lớn, trai rủ con trai. Hiểu không? Mấy bà rủ mấy bà. Rủ đi đến đây lại Quan Âm. Đó. Đi đến đây lại đi cơm nước tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Lo gì? Nghe không? Đó, nên 4 ngày này đặc biệt lắm. Nên mình mong làm sao mà sức khỏe mà hơ hám đồ ngon lành gì nè nghe. Đó, lại cho đặc biệt coi. Vì biết rằng 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe. Mình đem cái công đức này mình cầu an cho người thân là thù thắng. Cầu siêu cho người thân là thù thắng. Cầu cho tất cả đất nước trên thế giới được bình yên. Cái tâm vậy thôi mình có phước lớn chứ làm sao. Nhiệt tình hết mình luôn. Mình nên làm những việc này đi quý vị. Đây là những việc làm quá ý nghĩa mà. Đó. Những người mà mới đi lại lần đầu phát nguyện cho mạnh. Con phát nguyện con lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe không? Dù mệt cỡ nào con cũng lại cho bằng được. Nhớ nè. Khi lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà mệt nhất luôn lúc đó trong lòng nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con lại hết 500 danh hiệu. Cái tâm đó vừa phát lên một cái thôi là lại ngon lành. Được chưa? Lại ngon lành. Cái tâm nó phát cho nó mạnh lên. Vì nhớ cái bữa chùa mới không? Cái bữa đứng gió. Đúng là bữa đó những đức lễ đúng là kỷ niệm cuộc đời luôn. Lễ say sẩm. Ghê thiệt. Không mà bữa đó những đức cũng cảm ơn mấy cô cầm cái quạt quạt đủ nghe. Nhờ mấy cái quạt đó mà hít được miếng hơ. Không là tiêu. Nó. Nên chùa mình sau này có thể, ví dụ như có những anh chị ca sĩ rồi người ta đến hát mấy anh em trước thời gian. Ví dụ như mình hỏi nhạc gì mình chuẩn bị trước. Rồi thử sẵn đàng hoàng hết trơn. Nghe không? Để anh chị vô hát mình coi người ta hát làm sao. Để mình bấm sao cho nó phù hợp. Mình hỏi người ta chỉ mình. Không mình đâu có chuyên nghiệp. Chùa mình thì chuyên nghiệp niệm Phật thôi. Đúng không? Để còn cái chuyện hát hò mình không có chuyên nghiệp gì mấy ấy, phải hỏi. Hỏi mấy anh chị ca sĩ ta chỉ với mình. À, thầy đoạn này thầy bấm nè, đúng nè. Rồi con bước ra, con nói chuyện mấy câu làm sao đó, rồi tới đoạn làm sao. Con nhìn qua thầy là thầy biết, thầy bấm liền. Giữa mình với người ta, giữa âm nhạc cùng với ca sĩ nó phải kết hợp lại là một. Không, giống như mỗi từng chủ nhật mà
Mà cái bài giảng ngắn của Nhân Đức buổi sáng sớm đó là chú Tâm Nguyên phải chuẩn bị sẵn, rồi bấm cái hình lên sẵn hết đi. Buổi sáng lúc 7 giờ mấy mình chuẩn bị, mình coi sẵn hết đi, coi nó làm sao có ổn định chưa. Rồi tới giờ mà vừa còn 10 phút nữa 8 giờ bấm cái là giảng liền. Tới giờ đó mà chạy lăn xăng. Còn máy quay phim đặt là phải đặt cố định, duy trì y nguyên, thấy không? Đàng hoàng hết đi. Hoa đồ chuẩn bị có ngay chưa? Bắt cái ông mà niệm Phật trước, ông ngồi đây nè, ông ngồi đây cho mình đặt máy, coi màu mình canh sẵn hết đi. Rồi xong đâu vào đó chân lên mà bấm một cái là vô chương trình. Không có lộn xộn lu bu. Con người biết lo xa thì không có cái khổ gần. Phải vậy đó. Cái gì mình không hiểu mình hỏi người ta, chứ mình đừng có nói mình tự hào. Đấy. Con người hỏi người ta không phải là dạy, mà hỏi người ta mới là khôn. Cái gì không hiểu hỏi liền, mai mốt mình thành kinh nghiệm, chuyên nghiệp luôn, nói chuyện dẫn chứ. Nó nên cô Kim Tho mà cô hát kỳ này là có chừng ca sĩ người ta đến chùa mình ta hát. Nó hát, rủ đi lỡ đây hát. Đi rủ đi đi đây hát, mai mốt độ ca sĩ. Tu sĩ mà độ ca sĩ là đúng. Hiểu không? Nhớ nè, mà đi đến cái ngôi chùa này là mới là ca sĩ mới đúng bài. Tại vì đúng rõ ràng ra ca sĩ không có hát trước tu sĩ, mà quý vị đi đến đây là tu sĩ trước ca sĩ sau. Đúng. Vị nhớ cái giáo pháp của Đức Phật là thiết pháp làm chính, thấy không? Còn lời ca tiếng hát là chỉ phụ sau này thôi, thì nó đặc biệt về cái tư tưởng của ca sĩ lên luôn á. Còn nếu như mà cái nơi mà toàn bộ là hát trước không, nó không bằng là phải có tu sĩ giảng. À, vì nghe nãy giờ nó có nhiều đạo lý mà quý vị nhận thức được. Nội mà cái việc mà danh lợi cõi đời giành giật được hay không mà giải thích mấy câu đó thôi, quý vị thấy cái vốn đi của quý vị là ngon rồi. Cái vốn này là ngon rồi. Con người mình tự nhiên mình nhẹ nhàng liền vậy đó. Vậy thì bây giờ mấy chục năm cuộc đời mình không phát triển được thì phải làm sao? Làm sao để khai thác được cái danh lợi của cuộc đời mình đây? Tu. Chứ làm sao? Mấy chục năm mình dùng đủ cách không được rồi, bây giờ mình phải tu. Đó, mình phải tu để khai thác phước duyên lại, đúng không? Đó. Nên những Đức nói với tất cả các anh chị ca sĩ, chứ thật sự mà nói, quen cái chùa mình là ngon. À, những Đức nói ngon thiệt. Ngon chỗ này nè, bây giờ tôi vạch ra cho nghe nè. Nếu cha mẹ già mà đủ duyên, vô đi tôi hộ niệm cho. Cái này là đẹp nhất trong cuộc đời. Vì nhớ nè, đời của chúng ta làm con, trong kinh Du Lan Phật nói rằng dù cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả ơn được cho cha mẹ. Chứ đừng có nói cái chuyện mà chúng ta lo cho cơm ăn áo bặn, nhà cao cửa rộng chưa đủ đâu. Cái tâm mình chưa báo hiếu được bằng tâm với cha mẹ đâu. Như vậy nên mình phải làm sao mình kết được một cái duyên, một ngôi chùa mà nuôi nhiều người già. Vì sao nhiều người già có thể giúp được cha mẹ già? Vì già với già nó cùng tần số. Nên mình dẫn cha mẹ già đến gặp nhiều người già, người ta sẽ kết với nhau. Hiểu chưa? Để cho bà già này, bà giảng cho bà già kia nghe. Có khi mình giảng mà bà già cái báo nghe, nhưng mà mấy bà già trong chùa, bà giảng cho bà già này nghe, bà già này bà nghe. Mình dùng bà già để giảng cho bà già. Đó. Nên chùa mình vì sao mà con nít, câu con nít đông ghê nít không? Con nít rất là đông, chút nó vô nó nghe hát nè. Đó, nít rất là đông, mà ngoan dễ thương nữa. Rồi nữ thì câu nữ, thấy chưa? Chùa mình gái cũng nhiều, gái trẻ cũng nhiều đúng không? Đó, sùng sùng, câu sùng sùng. Ở đó đây sùng sùng quá trời đông nè, thấy chưa? Còn già, già câu già. Đó. Nên những Đức nói còn một mảng nữa mà câu nè. Bi đi, câu bi đi. Nhớ nè, đã là con người rồi thì dù cho là mình cái nghiệp gì nhưng cũng phải tu. Chúng ta không có cười chê ai hết á. Chỉ cần có đạo đức thì là tu. Có anh kia anh gặp những Đức hỏi một câu, dạ thưa thầy, con xăm mình, nhiều người nói con xăm mình là xấu. Theo thầy, cho con một cái góc độ xăm mình có xấu không thầy? Những Đức nói xăm mình không phải là xấu. Có những người không xăm mình mà vẫn ác, vẫn xấu. Còn có những người xăm mình mà người ta lại hiếu thảo với cha mẹ người ta làm sao? Người ta xăm mình là theo cái mốt người ta thích. Nó thích thời trang vậy, nó thích làm vậy thôi, hiểu không?
Nhưng mà cái ý thích này thì cái người mà hiểu biết về Phật Pháp đừng có làm, còn lỡ dính rồi thôi. Tại vì mình xâm mình là mình đang tỏ một cái thái độ cho người ta nhìn thấy mình. Thí dụ như mình không có giữ nhưng mà mình đi làm cho người ta thấy mình giữ, tại vì người ta tưởng là mình xâm mình là dân ăn chơi. Còn mình ăn chơi thì không cần để ý nhân chi chuyện đó, mình chỉ cần chơi là người ta biết mình có ăn chơi hay không à, chứ cần gì xâm mình, hiểu chưa? Cái này là rõ ràng luôn, không nhất thiết phải xâm mình. Nhớ, xâm mình không phải là xấu, mà vì cái hình thức đó mình làm cho người ta tránh xa mình. Ta tưởng đâu mình ăn chơi. Bây giờ ví dụ như cái tay Những Đức gì, tự nhiên Những Đức xâm con thỏ, nó thật xâm thầy kỳ, con cọp con hổ gì không xâm, xâm con thỏ thầy tù nhát lắm, xâm con cọp tôi đánh nó mồ luôn. Tôi xâm con thỏ, ý tôi nói là tôi thích xâm mình, nhưng mà tôi báo cho mấy anh biết là tôi nhát lắm á. Xâm con thỏ chơi vậy đó, được không? Nên từ nơi đó mà xâm lên thì tự nhiên nhìn mình nó, người ta đánh giá mình chút thôi. Chứ xâm mình không phải là xấu, xâm mình vẫn làm người tốt được, và xâm mình vẫn đi tu được, và xâm mình vẫn là cầu giải thoát được, không có sao. Nhưng mà không nhất thiết phải xâm mình thì nó càng tốt hơn. Giống không? Giống như vô chùa mình tu có con bé, nó xăm hoa gì, nó xăm tùm lum tay chân nữa, xong nó vô nó tục, mà thêm cái đầu nó có cái thẹo nữa. Mới nhìn tưởng con nhỏ này ngoài đời chắc là giang hồ chính nữ, ghê quá. Nhưng mà nói chuyện hiền khô à. Rồi xong rồi nó nghe như Đức giảng, nó nói công nhận thầy giảng đúng thiệt. Bây giờ con vô con tu, nhiều người cứ nhìn ngó con, nói con là chắc ăn chơi. Nó ăn chơi kệ mồ, Như Đức cũng ăn chơi. Tu rồi tu à. Vậy con xin thầy là con vô đây ở, thầy có cho ở không? Cho chứ. À, chùa là tổ ấm ta về mà. Tao mà không cho. Dù ngoài đời sao kệ quý vị, vì vô đây tu là qua đây quy tắc rồi tu thôi. Hiểu không? Là cứ vô tu nó có gì đâu, đúng không? Từ nơi đó mà Những Đức nói rằng những cái điều mà các cháu nhỏ nhỏ nó ngồi nó nghe mình giảng nó hiểu thêm, trai đồ cũng hiểu thêm. Nó, mình á, hiểu biết mình muốn sành điệu thì đó là cái hành động của mình thôi, chứ nó không phải là tỏ một cái hình thức gì bên ngoài quá đáng đâu, không cần thiết. Các con chỉ cần có đạo đức, các con sống thật, sống đúng với lương tâm các con, rồi mình nói lời mình phải làm chân thật thì người ta kính mình, ta kính mình liền vậy thôi. Nó không cần cái thái độ bên ngoài hình thức dữ quá đâu các con à. Những Đức thấy rõ ràng, như Những Đức cũng đơn giản, người ta thương Những Đức người ta vẫn thương, người ta kính người ta vẫn kính, chứ có gì đâu. Đây là thấy rõ ràng. Nhìn Những Đức đây có con nào đâu, có xăm con nào đâu. Thấy không? Vậy mà người ta vẫn kính, người ta vẫn quý thôi, đúng không? Nên từ nơi đó mà tất cả các cháu nó về chùa nó nghe gì nè, nó nhận thức được cái tư tưởng hay đó. Nên quý vị về đây từng nào cũng nghe Những Đức giảng hết trơn á. À, mà từng này là Những Đức hơn nghiêng về ca sĩ nha. Giảng nãy giờ tôi nghiêng về ca sĩ nhiều lắm đó, chứ không giỡn đâu nha. À, nên từ nơi đó mà thật sự cuộc đời mình đi tu, bây giờ mình cũng sức ảnh hưởng cũng lớn với công chúng. Mình mong rằng là cái duyên của mình nó cũng giúp được nhiều người thêm nữa. Vì cuộc đời con người ai cũng sẽ già quý vị à. Dù có tiếng tâm gì hay là đẹp gì hay là hoa hậu gì đi chăng, nhưng một ngày nào mình cũng già thôi chị ơi. Thật sự ngày nào cũng già thôi. Nó, nên Những Đức nói rằng là mình đã đi lên được thì mình chuẩn bị con đường mình đi xuống lại, khỏi ai xô mình xuống, mình tự đi xuống à. Thấy không? Mình tự đi xuống thôi. Nó, cái đó là người cực kỳ khôn. Nên Những Đức á, bây giờ cũng có tiếng, Những Đức luôn luôn nói rằng mai mốt nếu tôi không còn gì tất cả thì tôi phải sống cho tốt, tôi chuẩn bị con đường đi xuống. Nhớ. Cái danh lợi trong cuộc đời này giống như một con diều bay lên vậy đó. Đến khi một ngày nào nó bay lên, đến lúc nó phải tự hạ cánh thôi, thì chúng ta là sống làm sao mà mình lên được mà mình đi xuống được. Không khỏi cần ai xô đẩy mình xuống làm chi, mình tự biết mình đi xuống lại thôi. Hiểu không? Đó là đặc biệt nhất. Nhưng mà nhớ là những cái đơn giản bình dị nhất trong cuộc đời con người là được quý trọng nhất, chắc chắn 100% luôn. Nên các anh chị ca sĩ dù có nổi tiếng cỡ nào, hãy làm một con người đơn giản, bình dị đi.
Người ta đến người ta xin mình một cái chữ ký bằng một cái tình thương mến thương. Mình ký một cái tên chứ. Hồi xưa Như Đức trên thành phố có một lần Như Đức đi vào trong trống đồng đi coi hát. Trống đồng mà. Đường Mạng tháng 8. Xong rồi coi hát rồi gần công viên Tao Đàn, ca sĩ đi ra, có thấy Như Đức. Như Đức thì từ xưa giờ mình ít học mà mình không có cái chuyện mà màu mè cái chuyện mà xin chữ ký. Mình chữ ký mình còn chưa biết ký mà xin ai. Tôi không xin ai chứ mà chạy theo coi chơi vậy đó. Thấy người ta chạy theo ca sĩ quá mình cũng chạy theo, mình coi coi nó làm gì chạy theo dữ. Mình thấy người ta chạy theo, người ta xin chữ ký quá trời. Có nhiều người cũng nổi tiếng mà thấy những cái hành động của họ không được đẹp gì mấy. Mình nhìn từ đó, mình hồi xưa cách nay gần 20 năm nhà Đức vẫn ấn tượng là thấy hành động không đặc biệt. Có nghĩa là không đặc biệt đẹp. Giống như mình có tiếng tâm nổi tiếng cỡ nào, nhưng mà mình đối với con người phải đừng bao giờ nghĩ rằng một cái con người này bình thường. Có khi một con người bình thường đó mà cương vị họ không bình thường đâu. Chúng ta đừng nhìn người qua hình tướng. Có những hình tướng một con người quý vị thấy họ rất nghèo, nhưng họ không có nghèo đâu quý vị. Có những con người quý vị nhìn họ rất giàu, nhưng họ chưa chắc giàu đâu. Nó thật luôn á, trong chùa nó thấy luôn nè. Ngày xưa nhà Đức mới đi xuống đây á, có khi nhà Đức không có tiền vậy á. Hồi xưa mới xuống đây không có tiền. Vậy mà nhà Đức gặp người già là đủ duyên, nhà Đức nói chuyện hết lòng, chơi các cụ, ngồi dưới đất cũng chơi chung. Nhưng mà có nhiều bà già lạ quắc lạ quơ cầm tiền đến đưa nhà Đức. Mà nhà Đức còn nói câu nói thôi cụ ơi, cụ để dành tiền xài đi cụ. Cụ khổ quá mà cụ đưa tiền con làm gì. Nó không, tôi đưa cho chú lo cho mấy bà già. Nhận đi. Xong nói dạ. Mình nghĩ trong bụng mình nghe, mình là phàm phu nghe. Trong bụng mình nói rằng chắc bà cụ này chắc đi bán giấy số hay đi lặt rau vậy nè. Rồi chắc là đây cũng là tiền lẻ rồi thôi. Chứ ngoài ra thì chút ít vậy thôi. Mình nghĩ vậy rồi mình cầm lên. Mình là tâm phàm phu quý vị. Nó vẫn có cái nghĩ vậy đó quý vị. Đây là mình nói thật lòng mình luôn. Nhưng mà mình được có một cái là mình tiếp bả, mình không có bao giờ tránh xa. Chứ không phải là mình thấy cái người này giàu mình chạy theo, mà người nghèo mình không tiếp. Phải chi mà Như Đức không tiếp người nghèo là Như Đức bỏ qua những số tiền lớn thôi. Không ngờ luôn trời. Nó gọi đây là không biết ai luôn. Mà lúc đó mình lúc mà khổ nhất luôn, mà ta đưa tiền mình vậy mừng lắm quý vị ơi. Tại vì mình nuôi các cụ mà đang thiếu thốn, mới xuống đây còn khó khăn ghê. Xong quý vị biết rằng là bước ra thấy đi đóng tiêu, trời sao già mà đi nhanh dữ vậy. Chắc Quan Âm Bồ Tát lỡ hay sao, rồi xong biến mất tiêu. Nó thật lòng luôn, nhiều lần lắm. Cứ là gì có tiền xài được một tuần xong dư tiền làm tượng Phật tặng ta. Mà những đức thì cái tính kỳ lắm, tính y gan ngoài đời à. Nghèo vậy chứ có tiền là xạo lắm, xài ghê lắm. Vừa có tiền cái là các cụ biết liền à, nấu lẩu ăn đi. À vậy đó, làm tới rồi. Có nhiều người bên cạnh nói tờ ơi, có chút ít tiền xài từ từ ông. Nói ít tiền gì, ít tiền mà xài từ từ rồi biết chừng nào mà có cơ hội xài. Ít tiền gì, mình có tiền mình phải xài để mình biết mình có tiền mình xài được. Còn nếu như ít tiền mà xài từ từ thì cả đời cũng không có cửa xài tiền nữa. Xài đại đi, mai không có tính sao. Không, mà người miền Tây người ta chơi vậy đó nghe quý vị. Ba nhà Đức ngày xưa ngoài đời nghe, ổng không biết tu đâu. Bữa nay đám giỗ ổng nè quý vị. Ngày 13 tháng 6 là đám giỗ, mỗi năm là đám giỗ ổng, còn ngày 23 là đám giỗ mẹ. Bữa nay đám giỗ ông cụ. Hồi sáng có một mâm cơm mà Nhật Đức cũng chưa qua thắp nhang. Nhật Đức nghĩ rằng là thôi ông về cực lạc mất tiêu đi chứ. Nhang khói gì nữa. Hiểu không? Ta đem cái tấm lòng mà bản thân của tôi có đây, cũng có của ông, có của bà. Bây giờ tôi đem cái bản thân này tôi phục vụ mọi người, thì tôi hồi sáng tôi giảng tôi hồi hướng với ông bà, thì ông bà siêu thoát đi. Nghe không? Còn bận quá không thắp nhang được mà ai mà ăn nhang làm chi. Hiểu chưa? Ăn thì ăn pháp chứ ăn nhang làm gì nó mệt thiệt. Hiểu chưa? Nên ông siêu thoát mất tiêu rồi. Mình tu mình hồi hướng cho ông. Đó. Cái thật chắc đi vị, thật chắc đi nghe. Vậy mà ông lúc còn sống nha quý vị, trời ơi, nghèo, nhà đúng có con gà mái. Nó đẻ trứng mỗi ngày lấy cái trứng khù quẹt ăn chứ. Trời ơi, vậy mà bạn bè ông đến lôi gà mái bằng thịt. Bằng thịt gà mái luôn. Rồi xong á, bả thì bà để lên miếng để cho các con ăn. Ông kêu đem mồi ra. Bả biết sao, nhà Đức thấy bả mới làm nè. Mồi.
bạn bè ăn hết trơn. Chậu là chào vợ con, vợ con gì đâu mà không có miếng xương, lụm sạch nhách hết trơn. Mấy ông nhậu mà xương nó cũng cắn, kinh khủng. Vớt con gà mái luôn. Bữa sau ông nói lấy cái trứng gà kho ăn coi, ông nói trứng đầu trứng, qua màn thịt con gà mái mất tiêu mà trứng đâu mà trứng. Nghèo mà chơi ghê không? Bởi vì nghèo hoài luôn. Tới đời của Nhật Đức nó khác lại. Nhìn từ ông Nhật Đức khác lại. Nhật Đức nói nếu tôi ở ngoài đời mà tôi đi có vợ nha, tôi nhậu với bạn thì nhất định đồ ăn tôi để cho vợ tôi phải 5 phần, bạn 5 phần là đẹp lắm rồi đó. Bạn hỏi ủa sao anh chơi thấy không ngon nha. Ngon gì? Tao chơi ngon với mày, mai mốt mày về nhà mày còn vợ tao nó mới sống với tao chứ. Hiểu chưa? Mày đâu mày đến đây mà bây giờ bạn bè ở xa đến mà tao cho mày 5 phần là cũng dữ lắm mà, ngang với vợ tao. Chứ mày chơi hơn vợ vậy là con không có được. Đó là quá uy tín rồi đó. Vợ 5, bạn 5, cái đó là quá đẹp rồi đúng không? Còn ông già ông chơi luôn 100%. Ông chơi ngon quá nhưng mà về bị bà cằn nhằn. Nên tôi kinh nghiệm sau này tôi ở ngoài đời nghe. Tôi mà có gia đình là tôi không bao giờ tôi để cằn nhằn kiểu đó được. Hiểu không? Nói dụ như những đức lo cho các cô trong chùa, những đức lo lúc nào cũng đầy đủ hơn cái người ta vô trong chùa. Tại vì sao? Họ ở bên cạnh mình, họ là người hy sinh đi theo mình. Người thân bên cạnh mình là ở bên cạnh mình, vợ bên cạnh, chồng bên cạnh là phải hơn tất cả người khác. Đúng không? Đối với cha mẹ là tăng hơn vợ chồng luôn. Vì cha mẹ là đỉnh cao hơn. Còn đối với bạn bè là phải giữ lắm là cũng ngang với vợ chồng, chứ không có cho lướt qua qua. Vậy thì cái lối sống gì đó nó được hết mọi mặt. Được hết mọi mặt. À, mình chơi dữ quá, mình nghèo quá, vợ mình khổ, chồng mình khổ, không có được. Khổ quá sao mà được? Người ta đi theo mình phải làm sao lo cho người ta hạnh phúc chứ, thì người ta mới cảm mến mình. Thấy người đàn ông vậy mới là đôi vai to để cho ta nương tựa. Không? Đó, ở đây mà chùa mình cả 100 cô đi tu, mà đi với những đức ở đây mà cùng nuôi người già, là họ nương tựa mình phải lo cho hết lòng hết dạ chứ. Nên cô nào vô đây tu cũng là không bao giờ ốm. Bèo bèo cũng 60, không có ốm, ăn uống đầy đủ đúng không? Nhưng Đức từng nói mấy cô mình là đi tu mình tu dở nhưng đừng có thiếu thịt. Mình đi tu mà mình ốm quá, người ta tưởng là mình ăn chay khổ, người ta không chịu tu. Nên dụ như hoa hậu rồi thì người ta dưỡng. Mình đi tu mình dưỡng chi, mình ăn cho thả ra thoải mái, hiểu không? Mình đâu có cần dáng dốc gì nhiều, mình chỉ cần bánh ú bánh tét là được rồi. Thấy chưa, dễ độ sanh hơn. Người ta nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, mình có da có thịt mà thiếu chất gì. Nhưng những đức nói cả người mẫu hay hoa hậu những gì mà ốm quá cũng xấu, cỡ nào cỡ cũng phải có thịt thà một chút. Ôm nhờm ôm nhách là nó xấu á chàng, ghê lắm, xương sọ không à. Giống như cái nhà mới cắt lên mà toàn là xương không sao đẹp bằng mình tô xi măng đồ vô. Nên con người dù cỡ nào cỡ nhưng mà phải có thịt thà một chút. Phụ nữ mà thiếu thịt thà quá bèo lắm. Nên cái góc độ nhìn người đẹp đó, cái người tu nó góc độ sâu. Còn cái góc độ nhìn người đẹp của nước ngoài mà người mẫu hoa hậu nước ngoài nó ốm kỳ lắm, mình nhìn mình sợ tới mồ. Cô chỏ nó mà chọt mình cái dám lòi con mắt mà chết. Tại vì nó ốm quá. Không, cái này là không có đẹp mà cái này là tệ lắm, kỳ quá. Nên cái góc độ người nước ngoài người ta nhìn đẹp không đạt bằng người Việt Nam. Những đức nói người mẫu hoa hậu Việt Nam đẹp hơn hoa hậu người mẫu nước ngoài. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà tu góc độ nó nhìn đẹp, nó nhìn ra được chứ giỡn đâu. Đó, nên mỗi một người mình phải thấy nghe, quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp đó, nó đơn giản đúng không? Nhưng mà nó làm bị vui đó.
Vì công nhận rằng cái cuộc đời của mình quan trọng nhất là cái gì? Vui. Trời ơi, quan trọng là vui thôi, hiểu không? Nhưng nhớ nè, có những niềm vui mà như con thiêu thân đi vào lửa, và có những niềm vui mà chúng ta vui cả đời và cuối đời về cực lạc Tây Phương. Bây giờ ăn chơi nhậu nhẹt vũ trường quán bar cũng là vui vậy. Có những người người ta chơi thuốc lắc hút chích người ta cũng là vui vậy. Nhưng mà niềm vui đó là như con thiêu thân nhủi đầu vào lửa để hủy hoại cuộc đời của mình đi vào tam đồ ác đạo. Nhưng chúng ta vui trong cái pháp vị, vui trong cái đạo đức làm người, vui trong một cái sự chân thật nhiệt tình giữa con người đến với con người. Và chúng ta có niệm Phật, chúng ta có một phương hướng đi về. Vì cuộc đời con người ai cũng một ngày nào đó cũng sẽ ra đi, các bụi trả gì cho các bụi. Nhưng nó còn lại cái linh thức là chúng ta phải hướng về đâu. Nếu như chúng ta mỗi ngày chỉ là gầy dựng cái cảnh giới mình đang sống mà không gầy dựng cái nội tâm giải thoát, vậy thì quý vị thiếu, cực kỳ thiếu, cực kỳ thiếu luôn. Nhớ, ví dụ như một người phụ nữ này, mình muốn mình trẻ đẹp lâu, quý vị nhớ phải dưỡng tâm là mạnh nhất. Dưỡng bên ngoài nó chỉ ưu thế 40%, dưỡng tâm nó cao độ tới 60%. Vì trong nhà Phật có câu nói rằng tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái tâm mình nó hiện tướng đó quý vị à. Nhà Đức ngày xưa hô xấu cỡ nào mà bây giờ còn coi được. Thấy chưa? Từ tâm nó vui nó hiện tướng. Đó. Nên à, đó, có duyên rõ ràng mà. À. À. Nên từ nơi đó mà chúng ta quý vị thấy là nuôi dưỡng cái tâm giải thoát nó quan trọng chưa? Cực kỳ quan trọng. Vì nuôi dưỡng cái tâm giải thoát bằng cách nào? Đi đứng nằm ngồi cứ thì sao? Thí dụ như A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật, đúng rồi. Ngồi trên xe đồ này kia, đồ đi hát, đi về đồ nghe. Bắt đầu trên đoạn đường mình đi hát, mình cứ ngồi trên xe. Một là bắt pháp, hai là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ nè, sự thành công của chúng ta phải cần có Phật Bồ Tát gia trì. Bồ Tát gia trì, nó giỡn đâu nghe. Nói cái anh chàng mà bị trôi dưới biển 3 ngày 3 đêm, nói bị coi, anh niệm một câu Nam Mô với Đà Phật mà anh sống đó. Kinh chưa? Từ nơi đó phải niệm Phật chứ à. Bây giờ quý vị nghĩ đi, từ bên đó Như Đức qua đây giảng, Như Đức chuẩn bị cái gì? Chỉ có đọc đề tài thôi, chứ Như Đức có biết cái gì? Trong khi một ngày Như Đức giảng 3-4 buổi, Như Đức viết sao kịp. Nhưng mà Như Đức lên giảng bị nghe được rõ ràng. Mà nhiều người người ta mắc đi tiểu mà người ta không dám đi. Này mới kinh nè. Giảng đến mức mà khỏi đi tiểu luôn. Phải không? Bây giờ mấy cô ngồi lâu vậy có khi cũng mắc vệ sinh. Nhưng mà không dám đứng đi luôn. Không phải không dám mà là không muốn đi luôn. Đó, cái này mới đạt nè, thấy chưa? Nè, giảng một nít nhỏ xíu ngồi ngủ ngon lành. Thấy chưa? Đúng là quá đạt đúng không? À, nguyên mà hội chúng mày thấy bây giờ 10 giờ rồi đó thì 1:30 rồi đó. À, nên chị Kim Tho thấy không, một bài hát chị vài phút mà những Đức làm 1:30. Bây giờ lâu lâu chị mở cái la xô mà dễ dùng tới 1:30 dữ vậy. Dài quá, la xô mà 1:30 là dữ lắm. Nếu phải mời thêm nhiều ca sĩ kết hợp nó làm cái la xô của chị được. Con này dài bài hát thôi, anh chị hát 4 bài thì cho nó nửa tiếng đi. Dòng do nói chuyện vài câu với Phật tử luôn. Tình thương mến thương. Cho nửa tiếng hồ đúng không? Nên bữa nay nhà Đức này giảng tới 10 giờ. Xong rồi bắt đầu là Kim Tho với anh Phú Quý sẽ hát. Rồi xong là chúng ta ra phóng sanh cúng đĩa thực luôn á. Chương trình bữa nay vậy đó. Không, bữa nay làm như có hoa hậu đến chờ mát nha. Mọi bữa nắng lắm quý vị ơi. Hôm nay chờ mát luôn từ sáng giờ. À, này chắc cũng hay. Không, ví dụ như đơn giản bình dị nó phù hợp với chùa mình, thấy không? Thấy nãy những Đức thấy Kim Tho đi vòng vòng đi đưa người ta ra tới ngoài đường. Rồi thấy đơn giản đi ngoài mưa.
Đó là một cái nếp sống đặc biệt của người miền Tây mình, đơn giản bình dị. Dù danh tiếng mình sao không biết, nhưng mà mình sống vậy đi là người ta thấy thương mình dữ lắm, thấy quý mến mình, kết mình à, không nói vòng vo chứ. Lên hát là ủng hộ và tinh thần, vỗ tay ầm ầm. Thôi nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị ai cũng an lạc và vui khỏe, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật có những khóa tu mà quý Phật tử khắp nơi nơi mình về đây để mình tu tập đông lắm. Nên cái công đức của đại chúng nghe pháp niệm Phật này thù thắng lắm. À, hôm nay thì được cái duyên cũng có ca sĩ Kim Thoa và anh Phú Quý đến đây để hát. Bữa nay là bữa đầu tiên. Nhân duyên này chắc cũng sẽ kết lâu dài. Và mong đây là cái nhân duyên đặc biệt để cho nhiều người trong kiếp cầm ca chúng ta cũng hướng đến Phật Pháp để mà tu hành niệm Phật, để mà về cực lạc hết thôi. Đặc biệt. Nên nhân duyên này đặc biệt lắm. Nhân Đức thấy rằng là ca sĩ thì rất nhiều người thích, mà tu sĩ thì cũng nhiều người thích. Mà hai cái người này mà phần nhiều công chúng thích, mà hai vị trí này mà kết hợp lại với nhau để mà độ sanh mà phù hợp thì tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Tại vì có những người ta thích hát, người ta lợi người ta nghe giảng pháp luôn. Còn có những người người ta thích nghe giảng pháp và lợi người ta nghe hát luôn. Nên từ nơi đó chúng ta sẽ độ được rất nhiều dạng người. Đây là nhân duyên đặc biệt. Nên chúng ta nguyện đem công đức này của đại chúng tu, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Hòa Thượng xây chùa mà chúng ta có được chỗ về đây tu tập. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị. Ai cũng được hưởng cái phước báo công đức nhân duyên này, mà gia đình được bình an và biết niệm Phật tu hành, luôn luôn sống vui vẻ, an lạc cả đời và hướng về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhiều loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Điều phát bồ đề tâm, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ theo báo thù. Chúng ta buông cái tâm đó xuống, nghe lời Đức Phật dạy, quan gia nên giải không nên kết, và biết niệm Phật. Đức Phật A Di Đà đã có lời nguyện tất cả chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu Phật mà niệm danh hiệu Phật muốn về thế giới cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tây nhờ cung tự thực biên thập phương nhất tiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, như đặng ngô tình chung ngã kim tây nhờ cung tự thực biến thập phương nhật tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim tây nhờ cung tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an mộng lụng lắng ta bà ha, an mộng lụng lắng ta bà ha, ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và việc nhận ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhận ra hồng,
Bà và Việt Nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, ô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta đi đến chùa mà chúng ta được dự cái lễ cúng thí thực này nè, thì nhớ là chúng ta khi còn sống thì mình ăn uống là quan trọng lắm. Nên khi chết rồi chưa siêu thoát thì cũng chấp vào cái ăn uống. Nên có khi cô hồn vất vơ vất vưởng khổ lắm. Nên mình tu xong mình cúng cho người ta, người ta mừng dữ lắm. Chứ nhiều người cũng mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi cũng đi theo mình suốt. Đến đây nghe pháp niệm Phật đồ này kia, mình cúng cho người ta mừng, ta thích người ta ở lại đây để ta tu tập. Vậy thì tự nhiên tâm trạng mình thoải mái lắm. Nên quý vị nhớ là cái pháp hội tu gì nè, mà khi mình tu xong mà mình dự cái chương trình cúng thí thực này, vì sẽ thấy mình nhẹ nhàng dữ lắm. Tại vì chư hương linh được siêu thoát. Trong nhà Phật nói âm siêu thì dương lỡ. Đây là cái việc mà mình cúng là ý nghĩa như vậy nha. Bây giờ chúng ta làm lễ phóng sanh nè. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, vì Phật dạy tứ sanh phụ mẫu. Nên chúng ta chưa ăn chay trường được, nên tập từ từ mình phát tâm ăn chay trường. Như bản thân những đức khi chưa ăn chay chỉ có 60 mấy ký, nhưng mà bây giờ ăn chay được 75 ký. Nghĩa là ăn chay không có thiếu chất dinh dưỡng đâu nghe, mà còn trưởng dưỡng lòng từ. Những đức ngày xưa nóng tính lắm, đi ngoài đường mà dấp cục đá là cầm cục đá liền, còn đi đụng cái cây thì cưa cái cây, nên không dám đụng cây dầu, cây to quá cưa không được. Nên từ nơi đó tính tình rất là nóng tính quý vị. Nhưng từ khi ăn chay niệm Phật thì tính tình dịu lắm và ít giận ai lắm. Ngày xưa mình giận dai lắm, mỗi lần giận giận mấy năm, nhưng mà bây giờ giận chừng phút 2 phút hết giận. Có khi không muốn giận, nhờ ăn chay niệm Phật mà được cái tâm gì. Nên quý vị cố gắng phát tâm ăn chay trường, niệm Phật rồi phóng sanh. Đây là cái tâm an lạc vui vẻ. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y, xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng không đọa bàn sanh. Giờ chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay vui vẻ hoan hỷ để thả chim nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bốn bài hát những đức sẽ làm phiên cắt làm đôi để cho người ta dễ coi, lúc đó đưa lên mạng thì lúc đó chúng ta coi lại. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Mời quý vị xuống nhà ăn để dùng cơm. Chúc ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.